Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ đây và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ ra một cái video là mình sẽ mặc cái trang phục để mình review cho các bạn coi nha. Ngày hôm qua là mình có nói rồi nhưng mà hôm nay mình mới có được cái bộ đồ này các bạn. Thì để mình có được cái bộ đồ này thì các bạn sẽ bấm vào cái hình cái nhân vật mùa tuyển neon này các bạn. Rồi nếu như mà các bạn nào chưa mua á thì các bạn bấm vào cái giày gậy á thì nó sẽ có một cái gói có giá là 129.000. Ngày hôm qua mình có nói rồi đó các bạn. Thì mình sẽ được nguyên một bộ đồ và một cái xe gậy nhảy neon này, với lại nói chung là rất là nhiều đồ luôn đó các bạn. Thì bây giờ là mình đã mua rồi nè, cho nên là các bạn sẽ thấy mình có cái dấu tích ở phía trên nha. Thì mình mới vừa mua thôi các bạn, cho nên là nó mới chuyển vào cái gói cho mình á. Tại mình mua ngoài shop á các bạn, cho nên nó hơi lâu một chút. Cho nên là mình chưa có nhiều sao để mình có thể mở full cái hộp ra cho các bạn coi được. Sau khi mà mình mua gói xong thì mình sẽ được tặng sao các bạn. Bây giờ mình đã mở được một cây gậy nhảy neon này các bạn. Cây gậy này có thể nhảy cao hơn cây gậy Pogo luôn. Rồi thì tiếp theo là mình sẽ mua bằng kim cương nha các bạn, để mình mở cái đầu ra cho nó nhanh hơn, để cho các bạn coi cho nó đỡ chán. Đây mình đã được một cái đầu tiệc neon này các bạn. Rồi thì mình sẵn tiện mình mở cái hộp thường ra luôn nha. Mình sẽ được tiền với một cái khói cỏ tối nữa các bạn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiêu hết kim cương để mình mở ra cái bộ quần áo để mình quay cho các bạn coi. Đây mình sẽ nhận hết tiền cái đã. Rồi đây là một cái bộ quần áo này các bạn ơi. Thì bây giờ là mình chưa có đủ sao, cho nên là mình chưa có nhận được đôi giày, cho nên là nó chỉ phát sáng ở trên đầu với trong cái mình với cái giò thôi các bạn. Đây là bộ đồ của nó này các bạn. Thì bây giờ là mình đang chỉnh với kích thước là em bé, cho nên là mình xoay cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh kích thước bình thường. Rồi kích thước bình thường thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh kích thước chân dài. Rồi cuối cùng là mình sẽ chỉnh kích thước size lớn nhất trong cái game này luôn. Rồi thì tất cả các size này thì mình thích nhất là size em bé các bạn. Tại vì nhìn nó rất là cool luôn, rất là cute luôn chứ. Đây nè các bạn, thì cái này bộ đồ này đặc biệt á, là giấc trời tối á thì nó sẽ có phát sáng ở ngoài. Còn đây là một cây gậy nhảy neon thì tốc độ của nó là 1.75, rất là chậm luôn nha các bạn. Thì nó sẽ đi như thế này nè, nó không có cái nút tăng tốc mà nó chỉ có một cái nút nhảy lên thôi, và nhảy rất là cao luôn nha. Đó, mình đi là mình sẽ đi như thế này nè. Với lại là mình đứng yên là nó cũng tự nhảy luôn nè các bạn. Rất là dễ thương luôn. Đây các bạn có thể thấy, cái bộ đồ này được một cái là giấc tối nó sẽ phát sáng ra với một cây gậy này luôn nè các bạn. Hình như là mình thấy cây gậy này giấc sáng nó cũng phát sáng ra nữa, nhưng mà mình thấy giấc tối là nó phát sáng ra nhiều hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bộ đồ này và cái cây gậy nó sẽ chạy nhảy như thế nào. Nó nhảy rất là mắc cười luôn đó các bạn. Rồi thì trong cái bộ đồ này nó sẽ được có hai cái vật phẩm này luôn nha các bạn. Nhưng mà do là mình ít sao quá cho nên là mình đi ké nhà người ta để mình lấy mình cho các bạn coi trước thôi. Chứ mình không có tiêu kim cương nữa các bạn, mình sẽ để dành kim cương trong những clip sau nha. Đó, mình sẽ được một cái chậu mấy cái quả bong bóng như vậy. Rồi bây giờ là mình sẽ đang làm cái kẹo phát sáng này các bạn, kẹo bông neon nè. Bạn nào cũng có thể làm được nha. Đó thì mình bấm vô. Thì đây chính là kẹo phát sáng mà siêu hot luôn nè các bạn. Mình thấy là rất là nhiều bạn có luôn ấy. Đó mình múa nó rất là phát sáng.
Đây thì các bạn có thể là để đây mà có thể tạo ra những cái kẹo phát sáng. Việc mà tạo ra mấy cái kẹo phát sáng này là các bạn có thể vào tiệc nhà của người khác và các bạn tìm mấy cái kiểu như là những người nào mà người ta mua cái bộ này để các bạn thì nó sẽ có nha. Thì các bạn lầy đẳng và các bạn chỉ việc là tạo ra cái kẹo thôi, nó chỉ tốn có 45 đô thôi các bạn, cho nên là rất là rẻ luôn. Thì đây chính là cái con gấu này các bạn, trong cái bộ mà của mình đang mặc ấy. Đây bây giờ mình sẽ tạo ra, nó chỉ tốn có 45 đô thôi. Mình sẽ được một cây kẹo khét sáng cực ngầu luôn. Rồi thì cái kẹo này á thì mình nghĩ là các bạn nên tạo ra 2, 3, 4 cây gì đó. Tại vì mỗi lần mà mình cầm á các bạn, mình di chuyển cái con nhặt cho cái con nhân vật cho nó nhảy lên á, mình đâu bị bấm nhầm cái nút mà cho nó ăn á các bạn. Cho nên là lúc nào nó cũng bị mất tiêu hết, nó ăn xong ấy. Thì mình đang tham quan nhà của chị này nè các bạn. Tại vì mình thấy trên Facebook á, chị này là mua hết tất cả các gói luôn, cho nên là mình vô đây luôn. Đây chị có rất là nhiều xe luôn nè các bạn. Nhà của chị này rất là đẹp và giàu luôn ấy. Rồi thì bây giờ mình sẵn tiện rồi, mình đi tham quan nhà của chị này luôn nha. Đây chị này có nguyên một set ghế gấu nâu siêu đẹp luôn nè. Ở dưới đây thì toàn là màu xanh hết, nhìn rất là dễ thương, nhìn rất là ngầu luôn ấy. Ở đây thì các bạn có thể quẩy ba ở trong đây luôn nè. Trời đất ơi, nhìn nhà rất là đẹp luôn ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên nha. Rồi mình sẽ nhảy vô trong đây nha các bạn. Mình sẽ đi vô phòng này. Thì trong phòng này là một cái phòng mà kiểu như là thay đồ tắm rửa hay gì á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên cây cầu thang này nha. Thì trên đây là chị ấy có một cái phòng ngủ này, siêu màu hồng luôn. Và đây là những cái bộ trang phục này các bạn, rất là nhiều mùa luôn ấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Đây mình thấy có rất là nhiều cây luôn đó. Nãy mình bấm nhầm đấy các bạn, mình bấm nhầm cái nút cho nó ăn ấy. Đây chị này có 4 cây gậy luôn nè, 4 cây cần câu chứ. Trời nhảy là bị kẹt rồi các bạn. Wow, thì bên đây thì chị trang trí nguyên một quầy quán ăn luôn này, nhìn rất là đã luôn ấy. Ở trên là nguyên một cái dàn sân khấu luôn ấy. Ở dưới đây là nguyên cái ghế cho những khách ngồi này, rất là đẹp luôn ấy. Không biết là chị ấy đang tổ chức cái gì nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đây một chút nha. Bên đây thì có rất là nhiều cái đồ trang trí luôn này, có khủng long này, gấu này, rất là nhiều đồ trang trí luôn. Mình thấy ở ngoài sân vườn cũng có rất là nhiều đồ trang trí, cho nên là mình sẽ chạy ra ngoài sân vườn mình coi một xíu nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ leo lên trên đây để mình có thể ra ngoài cái sân vườn này các bạn. Đây ngoài sân vườn này chị trang trí những cái phòng tập gym, rồi cầu tuột, rồi cắm trại, rồi pizza này, rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn có thể ra ngoài đây tham quan chơi nữa nè. Bây giờ là mình thấy cái cầu tuột này rất là đã luôn, cho nên là mình leo lên, mình bay lên để mình coi phía trên có cái gì cho nó vui vui như các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái thước cho chân nó dài ra để cho các bạn có thể thấy được cái bộ trang phục này nha. Đây mình chỉnh cái thước nhỏ, mình sợ các bạn không thấy á. Đây, ở phía trên đây là một cái lễ tiệc cưới các bạn ơi. Ở trên đây cũng rất, có rất là nhiều cái bàn ghế luôn ấy. Rất là nhiều ghế luôn. Mình không có thấy bàn các bạn, mình nói lộn. Thì bây giờ mình đang tuột xuống này. Ôi mình tuột xuống rồi, mình tuột ở trên đây luôn nè các bạn. Rồi ok các bạn ơi, thì mình nghĩ chắc video của mình cũng khá là dài rồi đó. Thì cho nên là mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Thì nếu như mà bạn nào mà cảm thấy video của mình hay á, thì các bạn nhớ bấm cho mình một nút like, một nút subscribe và ấn vào cái chuông nữa để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên. Thì trong sắp tới thì mình ra được rất là nhiều video hay luôn, cho nên là các bạn đừng có bỏ lỡ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha.